Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm. Và mình vừa phát hiện ra một cái loại khoáng sản cực kỳ xịn ở bên thế giới này. Nó có thể tìm được trong những cái hang á, đó chính là cái khoáng sản Enkino nè. Hôm qua khi lướt công trình thì mình cũng có lướt được một vài viên và mình cũng dùng trong việc chế tạo rồi. Hôm nay có thì mình sẽ đào thêm ha. Gom thì mình cũng được mười mấy cục rồi. Sẵn tiện ở đây nó có một cái khu mỏ, mình sẽ vô khám phá luôn. Ủa, trên này còn không? Kiểm tra cho kỹ đi, thôi bỏ ổn. À, cái này là chắc là đường xuống rồi. Hiểu luôn. Ồ, bên kia vẫn còn đường đi nữa cơ. Ủa, ở bên đây á, lâu lâu nó cứ sét đánh rầm rầm à, giật hết cả mình. Nè, vẫn còn đường và nó còn có hẳn một cái xe mỏ chứa rương đằng này luôn. Kiểm tra thử coi. Đồ xịn. À, kim cương cũng được. Và một trái táo vàng cường hóa. Tốt tốt á. Bên đây là lại thêm một cái đường đi xuống nữa. Căng gì ta. Cái này là một cái đường đi lên. Thôi chắc mình sẽ đi xuống dưới tiếp đi. Nó có đường thì mình cứ đi xuống từ từ đi ha. Bây giờ là sâu lắm rồi đó. Ê, trong đây là hang nhỏ. Đập lát. May quá vẫn đập kịp. Cho mình sách sống dữ. Lại thêm một viên kim cương và một chút vàng. Nói chung thì chắc đây là cái chỗ giấu rương á. Rồi như vậy thì cũng có được một mớ đồ rồi. Ngon luôn. Qua bên thế giới Abyss mà còn mang được thêm ít đồ bình thường về nữa, cũng tương đối rồi. Đây là, coi khám phá dưới coi. Nhưng mà cái tỷ lệ gặp những cái Unknown Gem nó cũng không có quá cao ha. Đi lâu lâu mới gặp được một cái à. Coi trong đây coi còn đường không. Hết đường rồi. Hổng rài thì mình đang qua đây rất là nhiều. Tại vì kiến thức bên cái thế giới này nó đã được ghi trong cuốn sách nè. Chẳng hạn như là những cái con quái vật đi. Đó, nó được ghi vô sách hết rồi. Hôm qua thì mình có tiêu diệt một cái con chó sói bên đây nè. Đó, nó cũng có ghi trong sách á. Thằng lằn cũng có nè. Rồi bò hung dữ, mấy chiến binh, elder. Ui, đây chính là cái con elder nè, là cái con mà thường hiện cái thanh máu boss ở phía trên á. Nó khá là giống Enderman ha. Rồi còn con gì nữa không ta? Phantom thì hôm qua mình có farm rồi. Ok, bên cạnh đó thì có những bộ giáp. Đây là tất tần tật những bộ giáp ở bên thế giới Abyss. Và xịn nhất là bộ này. Cái bộ làm từ cái loại khoáng sản Unorite nè. Nó cho mình tới tận 14 giáp nha. Và từ cái áo giáp này thì mình hình như là còn có thể nâng nó thêm một lần nữa để cho nó mạnh hơn nữa. Nói chung thì giáp bên đây thì khá là xịn đó. Giờ thì đi tiếp thôi. Ở đây có thêm nè. Ngon. 14 rồi. Hôm nay có lý đó. Vàng thì không cần đào đâu. Bên thế giới thường mình đào cũng được. Không sao hết. Như vậy thì... Ủa? À, cái này là Loran. Hết hồn. Để nhìn cái này á, nó có nét nét gì đó. Mình cứ tưởng là cái quận Enkino không à. Nhiều lúc cứ bị nhầm ấy. Rồi, vậy là cái hang này sạch bách rồi. Tưởng đâu có thêm... Đây, có thêm. Ngon luôn. 18 rồi. Thông thường thì cỡ 24 là mình làm được một vui một cái set đồ Abyss đó. Nhưng mà không nhất thiết phải 24 đâu. Tại vì mình đã bỏ 4 cái để làm đồ ổn rồi. Vậy là mình cần 20 thôi. 20 Unknown Gem là... Cái này là Loran đúng không? Ồ, cái này là Loran. Ok, đào thêm đi. Loran mình đào cũng được mới hôm qua rồi. Giờ không cần đào thêm đâu. Vậy là hết rồi. Lại Loran nữa nè. Sukana thì chơi. Ôi đây còn. Dư sức luôn. Yes. Mình có được 21 cái Unknown Gem rồi. Hôm qua ở nhà mình còn nữa. Hôm sau như vậy thì chắc là hôm nay là đủ để làm giáp luôn rồi đó. Hợp lý. Nhưng mà bên đây á, nó còn có một cái con boss nữa hay sao ấy. Và mình cần phải tìm ra
cái công thức làm ra cái con boss chứ không phải là khi không mà gặp được. Đây, con boss cuối cùng nè. Mình phải tìm ra những cái mảnh này nè. Đó, và sau đó cần làm thêm một cái quyển sách nữa. Đấy, thì mình mới triệu hồi ra được con boss ha. Khá là căng thẳng đây. Thôi còn bây giờ thì chắc mình sẽ lên trên rồi đi khám phá một xíu để coi coi mình có săn được cái con quái nào hay không. Đồng thời thì cũng sẽ tranh thủ về nhà để làm giáp ha. Sau khi về nhà thì công việc đầu tiên của mình là chế tạo áo giáp từ những cái Unknown Gem thôi. Hôm qua thì mình chế tạo còn dư ra được một cái nữa nè. Tổng cộng là mình có 22 cái Unknown Gem. Mình sẽ làm lần lượt là nón trước. Đấy, cái nón không mà đã 8 giáp rồi. Cực kỳ VIP luôn. Giờ tới cái áo đi. Áo là 9 giáp. Ui, cái nón mà nó mạnh gần bằng cái áo giáp luôn. Giờ tới cái quần nữa. Riêng cái ổn thì mình không cần làm ha. Cái quần thì cũng cho mình 9 giáp tương đương với cái áo. Rồi, còn dư 2 cái cất lại liền. Cái này là hàng xịn nên phải tiết kiệm tối đa. Và tạm thời thì mình sẽ treo 3 món đồ trong set cho random lên cái giá treo đồ. Nó đã đồng hành cùng mình rất là lâu rồi. Hôm nay cũng đã đến lúc nó được trưng bày rồi. Cái nón này thì chắc mình sẽ để ở dàn treo đồ phía trên đi. Treo ở đây. Cái nón có cái tên ảo thuật gia. Xong phân. Còn mình sẽ trở lại với một cái set đồ hoàn toàn mới. Đó chính là set đồ bằng Unknown Gem. Mặc thử. Đó, mình mới mặc cái quần với cái nón thôi đã full giáp rồi. Mặc thêm cái áo nữa nè. Đấy, nó lên hẳn một ống giáp rưỡi luôn. Căng quá. Và theo như kiến thức mình biết, cái này mình còn có thể nâng nó lên thêm một lần nữa. Cái áo nó sẽ tăng thêm được ở 2 giáp thêm nếu như mình ghép nó với cái Phantom Ingot. Và cái loại này thì mình có thể chế tạo rất là đơn giản ha. Rồi, làm full luôn ha. Thế là bây giờ mình đã có thể chế tạo ra được một cái loại khoáng sản tên là Phantom Ingot. Đấy, từ cái này mình có thể ghép với cái áo thử xem. Nó lên giáp liền. Phantom. Cái áo Phantom nè. Yes. Mặc vô. Có kháng cự luôn. Mới mặc áo giáp vô mà đã có kháng cự rồi. Đây là hiệu ứng rất là tốt ha. Chắc mình phải làm thêm thôi. Bốn sát. Hai cái Phantom Essence. Xong nâng tiếp cái nón coi. Có thể cho thêm hiệu ứng gì không? Hình như không cho thêm hiệu ứng rồi. Rủi ro cấp độ 2 luôn rồi. Kệ, rủi ro thì rủi ro. Mạnh chứ, tính sao. Wow, mặc thêm cái quần thì nó cho mình thêm cả kháng lửa nữa. Vậy là bây giờ khi mà xuống địa ngục thì mình không còn lo sợ về cái vấn đề là bị đốt cháy nữa. Set đồ này đã kháng được cả lửa luôn. Quả là một cái set đồ cực kỳ tốt. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp lại cái kho đồ của mình cho nó gọn gàng đàng hoàng trước cái đã. Đây. Và ở bên thế giới Abyss đó, nó có cho mình những cái công thức làm ra những chiếc nhẫn nè. Trong đây thì theo như lượng đồ mình có thì mình có thể làm được một cái chiếc nhẫn hồi phục ha. Công thức của nó thì mình sẽ cần làm những cái Loran ingot trước. Cái này thì dễ. Loran thì mình có đào được rất là nhiều luôn. Sắt thì có trong rương. Đấy, làm ra những cái Loran ingot thôi. Được 8 cái. Với 8 cái này thì tiếp theo mình cần phải từ từ. Cái Lightstone thì hôm qua đào những cái cây hồi phục á, mình cũng làm được một vài cái viên nè. Hình như bây giờ mình chỉ còn thiếu cái nhẫn để làm công thức thôi. Cái ring. Cái nhẫn để coi. Anh trước nó có công thức cái nhẫn không? Mình nhớ là nó có cái nhẫn mà ta. Đó, giống như vậy là được cái nhẫn bình thường. Hình như có thiếu cái ta. À, thiếu Loran. Đây. Tốn kém quá. 4 cái thôi. Vậy hình như mình thiếu Loran mất rồi. Chắc phải đi đào thêm quá. Trong rương mình đâu còn đâu. A few moments later. Bây giờ hy vọng là đủ nha. À, sắt ở giữa. Ủa, 4 cái đủ chưa ta? Hình như 4 cái đủ rồi. Trời đất ơi. Hình như đủ rồi mà. Ô, tay mình luôn. Hèn gì mình lúc mình đào mình nhớ lại mình thấy cứng ở chỗ nào rồi. Đó, vậy là đủ mất tiêu rồi nè. Thì cái tình nó tức cái lồng ngực.
U là trời. Rồi giờ thì mình đã làm được một cái chiếc nhẫn hồi phục rồi. Cái này có công dụng là mình sẽ hồi máu, chỉ cần ấn chuột phải là hồi phục à. Có nên test lượng máu mà nó hồi phục một lần được bao nhiêu không ta? Hợp lý á, để mình bay lên mình test thử. Bay lên, rớt xuống. Mình sẽ sử dụng chiếc nhẫn này. À, nó cho mình hiểu uống hồi phục 3 trong vòng 3 giây ha. Hồi phục mà cấp độ 3 thì nó hồi rất là mau luôn. Cái này khi mà chiến đấu lỡ mà có thất thế dùng nó là rất là hợp lý. Và nó có được cường hóa không? Nó hoàn toàn cho phép mình cường hóa lên nha. Chậm hỏng luôn. Vậy thì không ngần ngại gì, mình sẽ ép cho nó cái dòng chậm hỏng ngay lập tức. Chậm hỏng, chậm hỏng, chậm hỏng. Where are you? Không thấy chậm hỏng trong đây rồi. Qua bên đây. Đây có chậm hỏng nè. Cần thêm một quyển sách nữa. Cho vô đây. Sách, kiếm. Rồi ghép lại với nhau bằng cái đe. Giống như vậy. Vậy lên được chậm hỏng rồi. Và bây giờ khả năng hồi phục của mình nó tương đối là cao rồi đó. Hôm nay thì vừa làm được giáp mới, nhẫn mới. Thôi thì bắt đầu một chuyến khám phá luôn. Mình sẽ thử đi lạc trôi ở trên này coi coi mình có tìm thêm được công trình gì khác hay không ha. Nói chung hôm nay thì cũng hơi ít khám phá ở trên mặt đất nè. Mong rằng mình sẽ tìm thêm được những cái công trình mới để mình test sức mạnh mới luôn. Một ngôi làng trên biển. Để coi coi. Mình thấy ngôi làng này khá là to đó nhưng mà hình như không có nhà bác ở rèn. Thôi xong rồi, bạn thân của mình thôi, không có trong làng rồi. Tiếc gì ta. Và sao tới bây giờ thì mình đã mất cái hiệu ứng rủi ro rồi nè. Hồi nãy không biết tại sao mà mình bị hiệu ứng rủi ro nữa. Và không biết hiệu ứng rủi ro thì nó sẽ cho mình xui xẻo hay là cái gì. Vẫn chưa giải đáp được mà nó hết hiệu ứng mất tiêu rồi. Ở đây còn có một số bác dân làng chưa có nghề nghiệp nữa cơ. Hai ngôi làng luôn nha. Một ngôi này gần biển, gọi là làng chài đi. Ngôi làng này là ngôi làng trên sa mạc nè. Hai ngôi làng đều to giống như nhau. Và có một nét giống nhau là không có nhà bất cơ rèn. Kỳ vậy. Nhưng mà có những bác đổi cho mình cái khói đèn biển ha. Ồ, cái cục này là cục gì á? Nè. À, kiểu như bản đồ hải trình hay sao á. Đây là bán nông dân. Và sẵn tiện, đây là cái vùng Savanna. Nên chắc mình sẽ thử đi tìm cái bộ tộc OT coi. Mình có mang theo một cái ba lô. Trong ba lô này sẽ chứa cái mặt nạ của tên tộc trưởng nè. Nghe đồn là khi mình giao dịch với tên tộc trưởng là mình có thể đổi được một cái món đồ VIP á. Mình vẫn chưa tìm được bộ tộc thứ hai nên chưa có dịp để đổi nè. Trong đây thì sẽ có một cái nhà cho mình một ít đồ ăn các thứ. Và trên tầng 2 này sẽ có đồ xịn. Chính xác, xịn thấy ớn thiệt. Được ít đồ lặt vặt à. Nói chung thì cũng tạm tạm đi. Rồi, và mình vẫn có cái niềm tin là hôm nay mình có thể gặp được một bộ tộc OT mới. Chính xác luôn. Linh cảm của mình hôm nay tốt quá, mình đã gặp được tên tộc trưởng rồi nè. Và để an toàn khi mà vô bộ tộc không có bị quýnh á, là bắt buộc mình phải đeo cái mặt nạ của thành viên trong bộ tộc hoặc là bộ mặt nạ này để mình đi vô cho nó an toàn ha. Hy vọng là hắn sẽ không có cà khịa mình. OT, OT. 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 Chính xác. Nhưng mà nó đổi bằng 7 khối vàng. Ok, sao đổi mắt vậy bro? Quýnh trống nữa, tôi không có bụng phệ trong mông nên không có đánh trống được. Mà bán rẻ xíu được không? Cái này mình có thể dư sử dụng tia mặt trời cực mạnh á. Ê, trước mặt mình có cục vàng rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ê, ê. Ủa cái gì á? Ui, có cục vàng, ta mượn cục vàng, ta đổi thôi mà cũng quýnh nữa. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Khó tính quá à. Mình vô bộ tộc mình lượm cục vàng của tên tộc trưởng, cái nó quýnh mình. Mình đeo mặt nạ mình cũng là tộc trưởng vậy. Mấy tên này láo thiệt nhưng mà thôi để mình về mình lấy vàng cái đã. Không sao, không sao, nói chung mua được cái tia mặt trời là được. Về nhà lấy vàng thôi nào.
chọi vàng vô mặt nó luôn. Mình nhiều vàng mà. Tưởng thế nào, ý bán được cái mặt nạ xịn, rồi cái skill tia mặt trời, cái khinh thường mình. Yo, hello bro, are you okay? Ôi, hình như bây giờ giảm giá rồi nè. Đúng không ta, có giảm giá không vậy? Hay là mình nhớ nhầm ta? Mà thôi kệ, bảy khói là mình quất luôn á. Một cái vật phẩm cho mình sử dụng tia mặt trời. Yes. Hả, à, được chưa vậy? Ôi, cái này là cái hiệu ứng hả? With empty hand, rally to concentrate. Sneak and rally to fire solar. À, mình cầm tay không? Mình chuột phải. Quá dữ luôn. Nè, có mình nè. Sức mạnh tía mặt trời. Có giết được con Như Mai không? Yeah. Ủa? Quê vậy? Quê. Ủa sao kìa? Làm lại, làm lại. Sức mạnh tia mặt trời. Đó. Không chết nổi luôn. Ủa sao yếu xìu vậy? Mình... Ủa hay là gơi vô tay mình nó yếu ta? Hôm bữa rõ ràng bắn mình đúng thốn luôn á, mà hôm nay mình dùng nó không thốn tí nào vậy. Bịp nhau à, Ripper, thử test trên Ripper coi. Ồ, Ripper xài ăn nguyên cái tia mặt trời mà không chết luôn kìa. Ôi, thất vọng tràn trề luôn. Tưởng đầu trúng mánh. Nhưng mà lần sau mình lại lần đó là mình có thể lấy được cái hiệu ứng này free rồi. Nên khá là tốt ha. Giờ thì chắc mình sẽ trở lại với hình dạng của mình thôi. Thiệt luôn á, tưởng đâu vớ được cái skill VIP cực mạnh. Ai dè không mạnh như mình nghĩ. Buồn thiệt sự. Thôi tạm thời bỏ qua cái bộ tộc đó đi. Lạc trôi trên vùng này để mở ra vùng đất mới thôi. Nè, mình lại gặp thêm cái mẫu hóa thạch siêu to khổng lồ nè. What the hell. Có rương nha. Chính xác. Lần này thì vẫn không cho mình những cái món đồ gì đó gọi là quá VIP ha. Cũng là những khoáng sản bình thường thôi. Nhưng mà bên ngoài này có cái tên pháp sư này lần trước đánh mình rất là đau luôn. Mặc dù mình mặc giáp xịn. Để mình test coi lần này hắn quýnh mình có đau không nha. Test giáp. Ui, lần này hắn không phải đối thủ mình rồi. Ê, ê. Nhưng mà khả năng đánh của hắn là xuyên giáp hay sao ấy. Đánh một cái thì vẫn là ba trái tim của mình. Không biết mạnh hay yếu nhưng mà mặc giáp mạnh hay yếu nhưng mà hắn quýnh một lần là cứ ba trái tim á. Rồi Phantom suốt rồi Hiện ơi. Hôm nay tính ra cũng 4-5 ngày mình chưa có leo lên giường mình nằm ngủ á. Bảo sao bây giờ Phantom xuất hiện quá trời. Ở đây còn có một cái giếng gì nè. À, cái giếng này là cái giếng cho mình đi xuống dưới lòng đất chỗ công trình. Công trình xịn. Ok, hôm nay test giáp mới luôn nha. Test giáp mới luôn. Test giáp mới luôn. Vô đây. Vô đây. Khô máu. Khô máu. Khô máu hồi phục lại. Mình có nhẫn hồi phục. Yếu máu là mình sẽ hồi phục lại liền ha. À bà quên, để mình đập làm spawn. Trúng mánh, trúng mánh. Hôm nay khám phá công trình này không biết là có hút bạc hay không đây. Kiếm bây giờ là mình hai hit vẫn chết được những cái con quái này. Nói chung thanh kiếm Abyss hôm qua mình mới chế tạo khá là khỏe đấy. Được, được, được. Ôi, có lòng spawn tiếp nè, đập thôi. Bằng bằng qua khám phá thôi nào. Chưa gì là... Hút bạc. Ui, sát không à. Sát không thì không không tốt lắm. Kim cương, rồi netherite các thứ thì tạm tạm đi. Táo vàng, cũng được, cũng được. Còn gì khác không? Có vẻ đây là những khu vực chưa có netherite hay sao rồi. Mình sẽ thử kiên trì mình đi sâu hơn vào bên trong công trình này coi. Coi nó có cho mình những cái món đồ tốt hơn hay không nha. Mình thấy nó còn rất là nhiều hướng khác nhau luôn. Ra hồ mà khám phá, hồi phục lại cái đã. Mình phải tích cực hồi phục lại mới được. Bắn cái gì? Ui, Ripper. Ripper cho nổ luôn.
Có vẻ đây là tầng trên cùng rồi. Đánh lén. Đánh lén xương đen. Rồi, giờ chắc mình sẽ tìm đường đi xuống tầng dưới thôi. Hy vọng là tầng dưới sẽ cho mình bộn đồ ha. Tiếp, xuất hiện nhanh thiệt. Cái tên này. Lúc trước phía tên này cầm kiếm kim cương quýnh đâu có nổi đâu. Bây giờ cầm kiếm Abyss với giáp mới là quýnh hơi bị khỏe luôn. Hồi nãy mình thấy nó có đường xuống mà ta. Hình như không phải hướng này thì phải. Quay xe. Đường xuống không phải bên này luôn. Đường xuống đây. Đây rồi. Ấy, cái này là đường cùng. Oh no. Không được. Đường cùng thì bỏ qua. Đường nào xuống dưới mà nó hướng nào mình chưa khám phá nhờ. Đường này thì sao? Oh, đường này thì có đường đi khác nè. Có lý. Vẫn là những thanh niên này. Ui, đánh xuyên giáp hay sao á? Mình mặc giáp cực trâu luôn mà quýnh mình vẫn thốn này. Hình như mấy thanh niên này có năng lực đánh xuyên giáp hay sao rồi. Ui, đừng cùng tiếp. Không ổn. Hay là tại mình chưa có enchant lên ta? Chắc lần sau mình sẽ enchant trước khi đi khám phá quá. Đi vào chỗ khác đi. Ui, cầm kiếm này đánh đảo quá. Đánh kiểu nó nhanh á. Mình thích cực luôn. Rồi, vẫn là những cái đầu bình thường á. Làm ơn, cho tôi cái rương nào full netherite luôn. Tôi cũng chịu nữa. Không chịu mới lạ. Netherite mà. Nhưng mà muốn có rương đó chắc hơi khó đây. Với cái tình hình này thì chắc còn lâu mới có quá. Nè, vẫn là sắt với vàng thôi. Táo vàng các thứ. Hình như đây là công trình chiên ha, tàn trữ táo vàng hay sao ấy. Nãy giờ lướt nha, 10 rương hết, 5-6 rương rồi có táo vàng rồi. Đường này, đường này vẫn là đường cùng hả? Sao nó nhiều đường cùng vậy ta? Đây có đường cùng nữa nè. Quá trời đường cùng luôn. Ui, có kim cương nữa, thôi lụm luôn. Thời tới rồi. Coi còn viên nào ở đây không? Ok, cũng thêm được 2 viên kim cương. Mang về túi liền. Khoan. Mình chợt nhớ ra trong cái danh sách những cái thế giới ấy, mình có thể khám phá thì nó còn một cái thế giới mà mình quên mất. Nó tên là The Deep. Deeper Dark. Và ở đây nó có cái cục tên là Deep Slate. Ở đây nó còn đường nữa nè. Lặn xuống dưới. Thiệt luôn. Thời tới rồi. Hình như mình tìm ra một cái cánh cổng. À không, một cái khối chứ. Có thể dẫn mình tới một cái thế giới mới hay sao á. Nè. Ôi. Ôi no. Ôi, mình thử đập thôi mà nó. Nó dịch chuyển mình qua thế giới này luôn rồi. Mình có một cái cuốn sách nhiệm vụ. Kiểu như là mình cần phải đào xuống dưới để tìm một cái hang. À, vậy là xuống đây là mình cần phải đào tiếp hả? What the hell? Thiệt luôn. Mình cứ nghĩ tới bedrock là xong rồi chứ. Ai nhè giới. Tới bedrock thì nó sẽ cho mình những cái khối giúp mình dẫn tới một thế giới khác nè. Ở đây nó có những cái bẫy gì đây? Ui, cái bẫy nè. Ghê hả? Đó, nó xuất hiện. Nó nhoi nhoi lên á. Tới hang chưa ta? Ui, sao giống như mình gần tới một cái hang hay sao ấy. Lắng nghe để mình. Hình như phía dưới này. Ui, mình tới cái hang rồi. Ây hay nha. Con zumba gì đây? Ở đây nó có một con zumba gì á. Ở đây có kim cương nữa nè. Wow. Ui, sao kim cương bên đây nhiều vậy?
Mình đào nguyên cái quặng to đùng luôn. Mình vứt bớt mấy cái khối này nó ghê quá. Bớt ra. Ui hèn ở đây ghê quá à. Đằng kia cũng có. Đó. Đây chính là những con zombie. Sờ cúc gì nè. Zombie sờ cúc. Zombie sờ cúc. À mình được một cái thành tựu. Tiêu diệt 3 con zombie sờ cúc kìa. Ồ được 2 quyển sách. Một ít kinh nghiệm. Đọc thử coi sách nó ghi gì. À nó cho mình một cái quyển sách chim còi không à. Không biết nó cho mình sách này làm chi nữa. Chắc nó muốn mình làm mấy cái món gì chim quá. Cúc. Cúc chim bơ. Kiểu kiểu vậy. Cuốn sách này. À cuốn sách này cho biết mình những cái vũ khí nè. Khiên nè. Những con mốp. Kraken. À cái con này lần trước mình xuống thế giới cánh rừng hoàng hôn mình gặp nè. Nó nuốt mình ở dưới biển á. Con này con quỷ lửa. Con này con gì cũng không biết luôn. Cái quần đùi gì vậy? Warden. Con này con Warden. Hình như con này ở phía... quýnh một lần nữa cái mau. What the hell? Rồi quýnh bể vật tổ trường sinh luôn rồi. Con này khốn kiếp. Khốn kiếp. Nó đang bị ngưng động thời gian. Mình sẽ giết nó. Ghê thiệt. Cái con qua đền này mặc dù mình mặc cái giáp cực kỳ trâu, cực kỳ khỏe, mà nó có thể quýnh mình một cái một. Mất 3 trái tim, 3 cái là đi luôn. Khủng thiệt. Nó rơi ra những cái horn, cái sừng của nó hay sao á. Và mình cũng xong cái thành tựu giết con Warden nè. Cho mình một cái sao nè đờ free. Mà đánh đổi lại là mình đã dùng đi cái vật thổ trường sinh này rồi. Hơi tiếc đó nha. Ui đúng là khinh địch là có ngày. Bị quýnh sắp mặt luôn. Ghê quá. Chưa gì là gặp thứ dữ rồi. Đi tiếp qua đây coi. Ở đây hang hốc nó khá là nhiều á. Ê sờ cúc. Dùng bài sờ cúc. Hình như những con này nó. Mình nhúc nhích là nó sẽ phát hiện mình. Nó đang lắng nghe hay sao á. Mình thử mình đứng yên coi. Đó đứng yên là nó không có thấy mình nè. Không. Nó không có nghe mình nè. Mình mà nhúc nhích nó nghe là nó. Đó 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 đó. Để mình thử mình đi cẩn thận qua đây coi. Đó đó đó. Một tiếng động nhỏ thôi như nó cũng phát hiện mình hay sao ấy. Cái con Warren theo như mình biết nó cũng vậy hay như thế nào ta. Nhưng mà nói chung là cái con Warren gì đó, nó là một cái con rất là hính nha. Nhúc nhích một phát ha. Thật. Nè nè thấy chưa. Bây giờ mình đứng yên là nó không quýnh mới nè. Nó không chạy lên luôn nha. Và mình thử mình Ê gì á. Ủa nó đi xuyên tường luôn hả. Bá đạo vậy. Đứng yên đứng yên. Omega lui Omega lui. Ui. Nó vẫn phát hiện mình. Bắn cho nó chết. Nó biết như thế nào là sức mạnh của Ultimate. Đừng có láo. Người tưởng người là chùm ở vùng này hả? Thôi 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 thôi. Bây giờ mình muốn đi về làm sao giờ? Đi xuống được mà giờ không biết sao về nè. Quay lại quay lại. Xuống chỗ nào thì chắc lên chỗ đó đó. Mình tìm đường mình lên trước. Nhưng mà trước khi lên hốt vài viên kim cương về cái đã. Hình như dưới này nó tăng tỷ lệ xuất hiện kim cương hay sao ấy. Mình thấy mình tìm kim cương bên đây nhiều cực luôn. Hơi bị đã nha. Nhưng mà hơi khó khăn á. Tại vì những con qua đành nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để nó giết mình. Nên phải thật là cẩn thận khi mà đào kim cương ở đây. Trở lại với chuyến hành trình thì mình lại gặp thêm một cái gọi là hóa thạch ha. Nói chung cái hóa thạch này sao hôm nay mình gặp được hai cái một lượt luôn. Rất là hên.
Lần này thì có vẻ đồ nó cho khá hơn một xíu nè. Được đấy. Nhưng mà con hóa thạch lần này kiểu nó đang xen với thiên nhiên rồi. Nó nằm trong một cái cánh rừng gỗ vân sam. Không biết chính xác đây là hóa thạch của cái giống loài nào nữa mà rất là to nha. Nhìn thôi bị đã luôn. Và có hẳn một cái kim tự tháp cho mình khám phá luôn nè. Thôi đã cho mình. Đừng bậy mấy anh ơi. Mấy ảnh đang bảo vệ làng à. Ok, tưởng đâu ảnh quýnh mình chứ. Mình chỉ là người thám hiểm thôi chứ mình không có ý đồ gì hết á. Rồi mở rương. Ôi ngươi đâu ra gì. Ui đồ gần zombie giật mình. Trong rương thì nó cho mình một cái trứng rồng lửa nè. Ở nhà mình đã có một bé rồng lửa rồi, chắc mình sẽ đổi cái hệ của em này quá cho em thành rồng địa ngục chẳng hạn, chứ bây giờ mình đang thiếu rồng địa ngục. Hết rồi. Kim tự tháp thì chắc được mỗi cái trứng rồng lửa là xịn nhất quá. Còn gì khác khúc này không? Hết rồi. Ok. Giờ cứ thẳng tiến thôi. Hy vọng phía sau cái vùng sa mạc này lại thêm những cái công trình khác ha. Lạ mới giống như hồi nãy vậy đó. Để mình vô mình kiếm mớ đồ coi. Để lần này mình sẽ trở lại cái vùng Rocky Dune. Cái vùng này tên là Rocky Dune ha. Coi mình có gặp thêm những cái cái giếng nhùm nhàm giống như hồi nãy không. Nãy hên ghê tự nhiên gặp được cái giếng mới khám phá được cái thế giới Deep và Dark nè. Thế giới đã bủ bủ là mau. Quay đi quẩn lại thì trong chuyến khám phá ngày hôm nay mình lại có tìm một set đồ mới, và set đồ lần này mạnh hơn cả set đồ cho random mình cực khổ chế tạo ở bên thế giới DN nữa ha. Và mong rằng mình sẽ sớm nâng cấp set đồ này lên những cái set mạnh hơn nữa. Đồng thời thì mình sẽ cố gắng khám phá thêm thật là nhiều công trình mới trong những chuyến khám phá sau ha. Tại vì mình đã có giáp mới và kiếm mới rồi mà, bên cạnh còn có nhẫn hồi máu nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye.